Rồi em chào anh Tấn với chị Hà ha. Dạ, chào mấy em. Vâng, thì bữa nay thì khán giả hội đồng mạng tổ chức đám cưới xong xuôi hết rồi. Thì tụi em cũng quay lại đây để coi như là chia sẻ cái đoạn video mà sau đám cưới của anh chị. Thì xem là coi như là sau đám cưới thì anh chị có kiểu là có cái điều gì mà coi như trong cái đám cưới không? Nói chung là đám cưới hôm nay thì rất là đời anh thì rất là hạnh phúc, được người vợ trong cuối đời mà cũng nhờ được mấy em giúp đỡ cho anh mới được cái một đám cưới đầm ấm như thế này và một mái gia đình đẹp như thế này, được bà xã cũng rất là yêu thương mình. Bên cạnh đó thì chị Hà có chia sẻ gì không thưa chị? Chị chia sẻ ở đây thì bữa nay đó rất là vui, tại vì gần đám của chị nhỏ thì nhưng mà đám lớn không bằng đâu. Với trước là cảm ơn là trên hội đồng mạng và cả nước đây với mấy cậu, rồi sau nữa là mang ơn là bà con cô bác dưới mấy đứa em lại đây cũng giúp cái đám bữa nay cũng rất là vui nhộn nhịp, là ca vui cũng mấy tiếng đồng hồ mới xong á, cao kê. Là bữa nay là nói chung là cũng mệt của cái đám cưới ha. Ca mấy tiếng rồi? Ca từ lúc mà cậu về đó là ca tới 6 giờ. Hẹn gì ngày hôm nay chị nói chuyện em nghe tiếng rất là đồng. Giống là như hôm trước. Không. Gặp chị gì trời. Thì có sao em hỏi thông vậy á mà. Rồi tình hình ngày hôm nay thì như lời chị Ngọc Hà chia sẻ, như là anh Tấn là mong muốn, thì mình cũng có một cái bữa tiệc ra mắt bà con cô bác. Dạ đúng rồi. Cái thứ hai thì quý cô chú anh chị Mạnh Thường Quân cũng hỗ trợ cho anh Tấn để tặng chị Ngọc Hà một món quà là đôi bông và một cặp nhẫn cưới để là ra mắt bên phía là bà con ở đây. Nhờ mấy em mà cũng mấy Mạnh Thường Quân mới biết, mới giúp đỡ cho vợ chồng anh. Dạ nhưng mà chưa, cái quan trọng nhất, cái mục đích quan trọng nhất của mình á là có cái tiệc ra mắt với là cái món quà cưới là để làm gì anh hả? Là làm quà, thật sự gọi là quà kỷ niệm trong cuộc đời của mình. Ôi sao bữa anh nói gì thằng nhỏ bảo ông lớn đi xin việc. Thì bởi vậy mới xin việc nè, xin việc không có nào mới nhờ Mạnh Thường Quân giúp đỡ nè. Em là không cười. Mới vừa cậu có chị đó nói là công nhận mấy cậu này rất là vui tánh. Mấy cậu cái cậu giờ chiều đó con non nó ông khen á. Dạ. Ngày bà con với má chị mà hơi xa rồi. Dạ. Chứ không phải bà con cậu buộc nha. Dạ. Nói trời công nhận hộp đồng màng cũng nhóc quá trời. Mà có cái đoàn mấy cậu này quá trời nói chuyện dễ thương. Rất là dễ thương. Dạ. Rất là vui vẻ. Tụi em chủ yếu là vui là chính thôi. Chứ mình không áp bức cái công việc cũng như cái chuyện kết nối làm chi mà cho nó không được vui vẻ, chủ yếu là vui. Bà con cô bác coi thì họ cũng cảm thấy là vui, có những cái tràng cười sảng khoái. Đó là cái điều hạnh phúc của tụi em rồi. Rồi bên cạnh đó, quay trở lại với cái vấn đề chính. Thì cái đề tài em mới vừa nói là gì đó. Là bây giờ cái mục đích là sắp được thực hiện đúng không? Là giờ, chuẩn bị đồng phòng đúng không? Giờ là cám không có treo nữa. Cá không treo nữa. Mà cho heo ăn. Cho heo ăn rồi. Bây giờ sắp sửa chút nữa cho heo ăn nè. Là đêm hôm nay á, là đêm đầu tiên. Cám không treo. Đêm cám không treo. Cho heo ăn. Là treo nữa. Nhưng mà heo này á, cá ăn lắm. Nếu mà cám mà ngon á, thì heo ăn. Còn cám không ngon là nó hết bỏ. Cho miếng mỡ vô. Không ăn mỡ mà đã ăn đâu mà biết cám dở cám ngon. Đúng rồi, chưa ăn mà. Hay là lén lén rồi trưa giờ thử chưa ăn. Nếu mà đêm nay mà anh đưa vô cho heo ăn mà nếu mà nó ngon thì biết rồi là nó phải ăn, cỡ nào cũng phải ăn, còn nếu không ngon là nó hết bỏ đó. Thì như thế này này,
thì nghe cũng nghe phong phanh là coi như như kiểu là bờ mách có tai ấy, thì nghe nói là được là chị Hà là muốn có em bé. Thì có phải không chị Hà? Đúng. Chị Hà là muốn có em bé với anh Tuấn. Vậy là chị có phải không chị Hà? Đúng rồi. Là chị Hà muốn. Khoan. Chị có thể là trả lời lại một lần nữa không? Không, chị trả lời là khác hơn hồi nãy. Lại khác hơn nữa. Vâng. Dạ. Rồi. Là chị Hà muốn có em bé là gì? Là chị Hà muốn hạnh phúc với anh Tuấn tới mãn đời luôn. Mà nếu thí dụ không có em bé thì sợ vợ chồng mình không hạnh phúc á, rồi có một đứa em bé gì nó mới vợ chồng mình mới không có xa nhau được. Ồ, là chị Hà là muốn có một cái em bé để làm một cái sợi dây kết nối giữa anh Tuấn và chị Hà về sau này. Đúng à? Bây giờ vậy, để em hỏi lại cái câu này rồi chị trả lời nha. Là chị Hà muốn có em bé hả chị Hà? Vâng. Sao giới mới nãy trả lời hùng hồn lắm mà. Chị cậu hỏi đi rồi chị trả lời. Là chị Hà muốn có em bé hả chị Hà? Muốn có em bé. Mật ong rừng xịt này cả nha. Rất là kẹo, có ga nha. Nước cốt nhào thì đau nhức mỏi xương khớp, huyết áp cao, mất ngủ. Nếu mà quý bà con nào cần hãy liên hệ trực tiếp với Nhật Nam qua số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý vị. Rồi, tới đây là anh Tuấn là anh thích con trai hay gái? Chung trai gái thì cũng thích hết, mà trước hết là nếu mà tin tưởng với nhau, thật sự sống với nhau, có con hay không có con cũng không quan trọng, chủ yếu là mình thật tình với nhau và sống với nhau trọn đời. Nếu mà tin tưởng với nhau thật sự đến với nhau suốt đời là có con cũng vậy, mà không có con cũng vậy. Có những người con quá trời muốn cũng chia bỏ tay. Đi chia tay bình thường. Còn những người tại sao người ta không có con, người ta nếu kéo tao cũng suốt đời. Theo anh Tuấn thì làm sao để giữ được cái hạnh phúc của gia đình của hai anh chị trong cái thời gian tới? Thì tại vì như thế này nè, tụi em có duyên kết nối với anh chị để anh chị về chung một cái mái nhà. Nhưng mà cái phần còn lại đó, khi mà hai người đã là thành vợ chồng á, cái phần còn lại là cái phần của anh, của chị. Đúng rồi. Thì theo anh thì làm sao là để giữ được cái hạnh phúc của gia đình thân tính? Thì ví dụ như mình làm, mình đừng có lừa dối vợ đó, mình phải chung thủy vợ với gia đình. Rồi có công việc thì mình vợ làm kịp thì mình phụ đó, rồi mình không có công việc thì mình ở nhà thì mình phụ vợ này kia, phụ quả, rồi vợ thì cũng phụ với mình. Mình có công việc thì mình làm công việc, vợ nhà chăm nom nhà cửa. Dạ. Đó. Rồi mình đùm bọc với nhau để mà sống trong cả đời. Còn có con hay không có con thì do mình từ đó. Không phải là có con là níu kéo được đâu. Dạ. Người ta không có con, người ta cũng sống cả đời. Dạ. Vậy thôi. Dạ. Mà chị Hà nghĩ sao chị Hà? Yêu cầu là mình sống thật với nhau và thật sự yêu thương nhau là cỡ nào cũng được, cũng vượt qua được hết. Dạ. Thì chị Hà nói gì đây, nhưng mà nhiều khi trên hợp đồng mạng á, với bà con cô bác á, không có tin chị. Vì người phụ nữ chị sanh á, chị cực nhất. Dạ. Là mang 9 tháng 10 ngày, trong khi sanh con ra còn phải là nuôi, rồi phải cho đi học đi hành nữa, rất là cực khổ. Nhưng mà chị Hà không có nói tiếng sanh con thì trên này không ai tin chị. Là chị nói là sanh một đứa con, chứ phải chị nói với người ta nói trời ơi vậy vẫn không có con không cần thiết. Mơ ở múc không, đúng không? Nhưng mà chị nói là cắn kết với anh Tuấn là sanh một đứa con. Thí dụ như bây giờ chị nói cho gì đó, không phải nói cho tin, nhưng mà chị vẫn sanh được luôn. Mà anh Tuấn đồng ý. Mà thí dụ như không con chị còn khỏe nữa, vì chị không có chăm con là chị làm ăn với anh Tuấn là không như lúc nào chị buôn bán mà. Tới lúc chị còn không chịu sanh con nữa mà đối với anh Tuấn thì chị tại sao chị đòi sanh con? Dạ. Đúng không? Chung mình bây giờ cũng lớn tuổi rồi, đúng không? Anh thì cũng gần 60 rồi. Yeah. Đó. Mà bây giờ mình lo cái, trước hết là lo cái máy ấm hành và hạnh phúc trước đi. Yeah. Còn cái sự con cái á, đúng không? Trời kêu ai nói dạ thôi. Nhưng mà chủ yếu là mình đã họ bắt tay với nhau và sống suốt cuộc đời. Có con hay không có con thì chuyện đó mình không quan trọng. Yeah. Có cũng có là điều tốt. Có thì là điều tốt. Mà không có là khoảng yeah. Như
đinh giống như cột như kèo ba chân vậy, như kiền ba chân vậy thôi. Nhưng mà mình không quan trọng, mình không nặng chứ không phải là không quan trọng, mình không nặng. Đúng rồi. Còn có là điều tốt ha chị Hà ha. Nhưng mà coi như mình có quyết tâm có con không? Nếu mà quyết tâm là tối nay mình phải thể hiện như thế nào chứ. Hả chị Hà? Để đó là ê à, khoan, chị mới nghiến răng em. Từ từ. Không phải mà chị bắt buộc anh Tứng phải với chị là có con. Dạ. Nhưng mà chị nói cái này là cho anh Tứng vợ trên hợp đồng mạng rồi với bà cô bác yên tâm. Dạ. Chứ chị không có, không phải chị nói chị không sinh con được, nhưng mà chị vẫn sinh con được. Thí dụ như anh Tứng nói em ơi bây giờ mình hạnh phúc khỏi sinh con, chị cũng mừng. Nhưng mà chị nói cái tiếng sinh con này nặng nặng mà cho người ta tin tưởng chị thôi. Chứ chị, trời ơi chị cực khổ lắm chứ. Dạ. Đúng rồi. Dạ mà em mới thấy chị bắt buộc là anh Tứng phải ở với chị phải có con, không phải gì. Nhưng mà mình vẫn mong muốn là có con. Có con không có con chị vẫn hạnh phúc. Thí dụ bây giờ có con cũng vậy, mà không có con cũng y gan vậy à. Chứ không phải mà có con mà hạnh phúc. Nhưng mà chị nói gì đặng mà cho anh Tứng anh yên tâm dưới trên hội đồng mạng rồi. Cái này cái cô này cứ về là cổ đời sinh con là tất nhiên cổ muốn sống đời với ổng rồi. Dạ. Là trong khi cái tiếng người ta dây lựng ra ngoài á mấy cậu. Dạ. Chứ cô bác là con nói đúng không? Đúng rồi. Rồi chị này chỉ muốn ở đời với ảnh, chỉ mới đòi sinh con. Còn riêng chứ anh nếu muốn ở đời chứ không bao giờ nói cái tiếng sinh con. Còn dạ. Riêng anh á, anh đã chấp nhận đến với em, đúng không? Ừ. Chấp nhận đến với em thì có con không quan trọng. Chủ yếu là tình thương của em dành riêng, dành tặng cho anh. Và cái tình thương của anh thật sự cho em là điều đó là được. Quá tốt, quá tuyệt vời. Là cái tình thương là mình đặt lên hàng đầu. Đúng rồi. Là mới có được hạnh phúc. Đúng rồi. Dạ. Trời ơi, bữa nay nhìn thương, vô tình thương mà chia sẻ là không giờ có được hạnh phúc được. Bữa nay nhìn vô camera chị Hà y như gái 18 vậy trời ơi. Trời, người ta mới cưới chồng mà không có dám không dám. Đừng hoài. Nói người ta gì không à. Đâu đâu anh Tứng coi nhìn lại coi phải vậy không. Thiện chứ bộ như cái 18 vậy trời. Má đỏ môi hồng môi son nè. Nói chung á thì tụi em cũng tạo một xíu không khí gọi là vui vẻ. Còn cái vấn đề con cái và cái vấn đề quan điểm á thì hai vợ chồng tối thủ thủy với nhau. Đúng rồi. Ha. Chứ mình cũng không cần phải là cái gì đó. Nói chung hai người cộng lại là 10 là được rồi. Nói chung là mình đừng có đặt nặng cái vấn đề gì quá. Đúng rồi. Rồi cứ việc cho nó đi theo cái luật tự nhiên. Tình cảm. Cứ việc cho theo cái luật tự nhiên. Cái gì đến nó sẽ đến. Dạ. Con hẳn là như vậy. Bên cạnh đó thì như thế này nè. Tuy là tùy duyên. Đúng rồi. Mà nhóm kết nối hai anh chị đến với nhau. Nhưng mà thật sự là cộng đồng rất là yêu thương anh chị. Và tụi em cũng rất là lo lắng cho anh Tứng, và cho chị Hà nữa. Kiểu như lần đầu tiên tụi em kết nối mà nên tụi em lo lắng lắm. Thấy tụi em túc trực ở đây 4-5 ngày rồi không đó. Nếu mà anh không có duyên thì đâu gặp Hà đâu. Dạ. Yeah. Anh ở tới lúc trên cái tên Bình Phước. Tên Bình Phước. Mẹ nói ai đâu còn má nghe luôn nè. Hôm đi sắp đồ với tụi em là đi chị cũng dẫn nói chuyện anh bình thường đúng không? Ừ. Yeah. Mà anh Tứng nhõng nhẽo. Đi về nằm trên võng rồi nè. Thì chị Hà nằm ở mạng nè. Là chị Hà mới cho heo ăn. Là con heo nhỏ là chị cho bú. Rồi mấy con heo kia thì không tính. Vì vô nằm chị mới dây mặt qua đây nè. Mà nhưng mà chị nằm xích qua này nè. Cái thì ổng đâu có ngủ với chị, ổng gài đâu. Cái ổng mới nói về. Thì chị nói ra chị cũng hỏi chân á. Rồi kể chị nếu mà anh vô mùng thì nó đêm hôm chị cũng chấp nhận luôn. Thì sát là đám cưới rồi đúng không? Đúng rồi. Cái ảnh trời ngồi nằm một hồi cái chạy vô cho sắp quần áo hết trơn rồi nè, hết trơn luôn. Cái chị mới thấy sắp quần áo, cái chị mới bật đi ra, chị bật đèn thôi. Nói anh Tứng bây giờ anh đi thiệt đúng không, anh đi thì cho anh đi luôn, ngày mai là đám cưới mà anh làm gì trời. Nó nói tại vì em có thương anh đâu, bây giờ anh đi về điện Nhật Nam lại rước anh đi. Nói trời cái chuyện gì mà rước đi, có một chút xíu mà em không kêu anh vô mùng mà anh nhớ chị chưa có động phòng mà anh kêu em có vô mùng gì trời. Điểm hôm chị có nói thật sự luôn. Đúng rồi, như vậy đúng, đúng rồi. Chặt không, nó để mép vào chung á. Đúng là rồi. Bởi vì chưa có tới ngày mà vô mùa mùng. Nhưng mà về chị có nói với anh đâu thì anh nằm giống. Mọi bữa anh cũng nằm giống. Thì bắt quá tối nay chị nói thôi em ơi bây giờ anh vô mùng với em nha. Là nói thiệt chị, điểm hôm không từ chối.
nhưng mà anh bắt lỗi chị tại sao không cho ông vô mùng thì đâu mà anh thử còn đi đâu. Đúng rồi, Tấn làm vậy là đúng là một hội Tấn luôn á. Lâu lâu người ta biết được nhõng nhẽo mà coi như từ hồi nay đâu được nhõng nhẽo đâu. Ông nói về tại sao mà chị không hỏi à? Anh ơi mới về anh mấy cậu có mua đồ gì cho anh được cái gì rồi thôi anh ơi mũi cắn vô mùng nè anh. Ông bắt lỗi gì ông bỏ đi đó mấy cậu. Mà chị vô tội chị nói giờ, trời em mà giờ, giờ ngồi vậy là em kêu anh vô mùng rồi. Giờ trời ơi hỏi em thì em không lo chị nói thiệt đi môn gì đó. Giờ em hỏi thiệt chị Hài như thế này. Anh Tấn về đây là coi như cũng đã 5-6 ngày rồi. Đó, mà giờ chị cứ bắt anh nằm ở ngoài mùng mỏi nó cánh thì anh phải nhõng nhẽo thôi. Bởi vì anh không có dám vô mùng chị, nhưng mà anh nhõng nhẽo. Anh nói nếu mà em mà cố tình cho anh vô mùng á thì em nằm trong này rồi. Tại sao em nằm đây? Mà giam cái giò ngay đây nữa chứ. Cái gối trời đây, cái gối ở đây. Anh Tấn là làm đi dừng á. Cái gối của chị của mình anh có ở đây à. Thế là nếu anh... mà muốn cho anh về thì để cái gối đây. Thì chị phải để chỗ này cho anh vô rồi. Thì chị nằm đây. Mà chị cố tình có cái gối một mà chị chạm cái này, chị nằm chỗ này đi thôi. Rồi ông anh Tức. Rồi chị đắp cái mền nha, cái bụng chị vậy nè. Chị ôm gì đó, đó. Ông nói nếu mà anh vô á là ví dụ chị kêu ổng là hai miệng đi là chị phải cái nằm xích vô châm là cho anh Tấn là nhường anh vô đây là cái gối để đây là chị gối đó mà tại sao tại mình muốn lấy cái lấy hũ cam cho anh sớm chút nữa mà lại không kêu ổng vô nữa. Rồi rồi em hỏi chị mày đâu thương tao đâu mình nói cái chuyện thế như chút xíu giờ coi như anh Tấn á là coi như đại nhịn đói là coi như biết bao nhiêu rồi. Mà giờ coi như cái thức ăn để đó mà không cho ăn còn có một bữa nữa thôi mà không cho coi như ăn thì coi như tức quá mà tức đi rồi chứ mấy cậu nghe nè là đêm hôm là chị cố tình cho ảnh đó thiệt tình thiệt luôn trời, là mà nhưng mà chị không có để cái gối chị không có ngờ là tính ảnh vô nó rồi em ơi cho anh vô ngủ thì chị xích qua không đêm hôm có cãi lộn chị xích em xích qua rồi mà này em đâu có ngờ đâu mà anh giận em vậy trời ơi em xin lỗi anh đi em không có ngờ vậy không đêm hôm có xin lỗi ảnh ba lần luôn là đêm hôm xin lỗi ba lần luôn mà anh sắp anh là lấy quần áo nghe anh gài nút lên trơn luôn anh sắp rất là khéo luôn anh Tấn để đó đó anh cười cái coi anh Tấn tính là anh có giá chứ không phải anh tính khôn á khôn nhõng nhẽo cái bộ có chứ bộ không nói chung nhõng nhẽo là đúng thôi chứ mà cũng, nói chứ à, cũng phải thông cảm một bữa cho nữa anh Tấn là như vậy là anh Tấn nghĩ là chị là cho vô mà tại sao mà chị làm vậy là chắc chị không cho vô mà không kêu vô mùng nữa đây nè em nói cho chị biết nè anh Tấn á là cái tính anh thật thà mà cho anh á là phải nói là bữa nay là em cho anh nhanh nè anh Tấn mời anh Sơn anh Tấn ơi bữa nay em cho anh chơi anh Tấn nói là nói là không kêu ổng vô mà ổng cũng chắc gì mà nếu mà chị cho ổng vô thì chị đâu có nằm chỗ này không nói gì đó không có lỗi gì đó nếu mà em cho anh vô là em để cái gối đây rồi em nằm xích chỗ này là em về là anh về là anh biết em là còn thức hết trơn luôn em còn lăng lăng nữa lăn qua lăn lại á rồi em chằn hẳn cái gì nè là ý ông cho anh vô ngủ đó cái lúc đó anh chằn hẳn luôn mà anh cũng biết anh phải anh nói anh vẫn đang kém quá anh Tấn à cái là không biết đâu nói này sao mà anh đi vô đi thì em xích quá em đâu có ngờ mà anh nghĩ vậy thôi bây giờ á thật sự là em hôn vậy đó rồi cái tới ngày gần sáng là vô nằm mà nói hai đứa không có có đến với nhau nha có trời Phật đang không trời mưa trời đánh chết đó thôi giống sợi mà chị luôn mà đêm hôm anh Tấn dẫn ngủ chị mà lúc đó 3 giờ sáng rồi mà đêm hôm này chị nói thiệt luôn còn mấy đêm trước không có đâu em hỏi thiệt chị Hà giờ chị được một người đàn ông như vậy á là coi như chị cảm thấy như thế nào có giận anh Tấn hay là như thế nào anh Tấn như vậy á thì coi như chị có giận anh Tấn không không chị đâu có giận gì đâu nhưng mà anh Tấn giận chị mà anh Tấn nghĩ là chị không yêu ảnh là nếu mà chị yêu ảnh á là có thể kêu anh vô mùng hay là chừa chỗ cho anh vô mà tự động chị mà tại sao em mà chị không có hành động gì hết là coi như là chị không yêu ảnh anh Tấn gì đó anh nói mày có yêu tao đâu mà tao ở đây tao đi anh thật thà vậy á tao đi điện hải Việt Nam đưa tao đi mẹ cho rồi đi có vợ mà cái gì tao không có vợ đâu không cho Việt Nam đưa tao xuống đây đâu không còn nói gì đó cậu rồi chị nói cho em xin lỗi đi cái lỗi em không kêu anh vô mùng hai nữa là chưa có tới ngày động phòng mà kêu vô vậy nhưng mà ví dụ anh muốn vô thì em dạt cái giò qua bên thì anh vô được rồi đúng không cái tính người ta nó thật thà nghe chưa nè cái tính thật thà ví dụ như là chị dọn ra chị mời người ta ăn thì người ta phải dám ăn chứ
đang đói chết mẹ luôn mà cái gì à, đến chiên quán Tấn nè. giờ anh Tấn là coi như ngày hôm nay là nói chung là mình cũng có ra mắt tất cả mọi người rồi, cộng đồng mạng cũng biết rồi đúng không, thì ngày hôm nay là anh được tự do thoải mái để mà coi như sử dụng sao anh Tấn? Thì bữa nay là hết cản nổi rồi. Không có hàng rào nào cản nổi hết trơn á. Bắn là fan luôn. Bắn là fan luôn à. À nếu mà B52 mà rồi một nhẹ tới rồi. Anh đánh đâu là em là anh không có vô dịch được đâu à nghe. Bữa nay là chờ họ B52 với Bumbi rồi đi tới không anh? Làm gì làm đừng có để sinh đôi á nha. Làm đứt rồi sinh đôi á. Tôi nói cũng có thể lắm à. Trời ơi, bữa nay trời mưa nữa mới đọc chứ. À đúng rồi, lạnh nữa ha. Nói đến rồi thì hình như là mấy ngày hôm nay là tối nó không có mưa. Mà tối nó rất nóng. Mà tại sao mà bữa nay mà anh chị cưới xong á, đêm tân hôn là trời mưa. Là ổng ủng hộ anh á. Chắc là vậy á. Vì là nhà không có máy lạnh nữa chứ. Đúng rồi. Mà trời mưa thì là hào. Giờ mình nằm mình làm vậy thôi, giờ trời mưa mình nằm là bộ mình không thèm nó nói, anh ơi lạnh quá ôm em cái rồi dính cửa liền. Giờ về đi, giờ mình cũng đi tới gần cuối cái chặng hành trình. Bên cạnh đó thì cái hướng tới về cái tương lai, cái công việc của anh Tấn á, thì tụi em sẽ cố gắng sắp xếp và thu xếp. Đúng rồi. Mình đi tới cái buổi hôm nay á, làm một cái buổi tiệc, một cái buổi lễ. À, cũng xong xuôi, cũng ra mắt bà con cô bác hết rồi, thì cả cộng đồng cũng đều là biết là mà chị Hà, anh Tấn là thành vợ thành chồng với nhau rồi đó. Và cái câu chuyện của cộng đồng biết không phải là một cái câu chuyện đơn giản mà chúng ta có thể phủ được. À, trước cả cộng đồng, cả thế giới đều biết là à anh Tấn này anh đã có vợ là chị Ngọc Hà, và chị Ngọc Hà đã có chồng là anh Tấn, nên là rất là mong anh Tấn và chị Ngọc Hà tôn trọng cái tình cảm mà cộng đồng dành cho anh chị, và tôn trọng cái mối quan hệ vợ chồng của hai người một cách tốt nhất. Bên cạnh đó thì em có một cái quan điểm như thế này nữa. Hai vợ chồng thì sinh sống với nhau đó, thì kiểu dạng là một người nóng thì một người phải nhịn, một người nhịn một cứ ai giận thì người kia chịu khó mà dừng lại đi, để là giữ một cái mối quan hệ vợ chồng bền vững. Thì cái đó là ý kiến của cô chú anh chị á, góp ý lại với anh chị thôi chứ không phải là em nói ha. Nhưng mà rồi. Chị ý kiến chứ là với em này nè, là coi như là chị đi mà muốn tội gì chứ á, mà chị không có làm tức không cho tiếng vô mừng chị. Nhưng mà thật sự là chị không có để cái gối phải không, mà chị không nằm xích vô trong là chị không có nghĩ cái đó. Anh Tấn nói em không nghĩ gì đâu, nếu mà em biết là em mà có ý gì em chết đi đó. Bây giờ sáng này là đám cưới tụi mình rồi, không lẽ là em bị cãi lộn chị không? Muốn hồi hôm mà rồi, để cho ông bỏ nhà đi sao là giờ, sáng nay còn đám cưới tụi mình là sao giờ, là coi như được sự chứng kiến của cô bác anh chị nhân nha, nói cái đó là không đúng chương trình. Thì tự đó suy nghĩ lại. Bây giờ anh về mà em không có gọi vô mùng, mà mấy bữa trước tụi em không bao giờ gọi vô mùng em. Anh á, tôi không phải á, không phải là tôi muốn vô vùng, không phải muốn vô, tôi không muốn vô vùng của cô. Của em cô, nhưng của mà em tại, chứ tại của em chứ tại vì á nên nhớ ba đứa em đâu thấy cực khổ như thế nào. Em nó cũng cố gắng cho mình được bây giờ thôi, rồi mà em còn đòi hỏi nó cái chuyện mà anh em bực cái đó có cực khổ như thế nào anh Tấn, thì bọn em cũng không có quan trọng, mà quan trọng nhất là coi như cái tình cảm của anh chị với nhau đó. Miễn sao mình dị hòa vi quý, đúng rồi đó, một người nóng một người nhiên, đúng rồi đó, là đó là cái mà bọn em là cần nhất ở chỗ anh chị. Nói phải vậy mới được chứ. Nói cái là cái gì, còn chị Hà thì cũng đã xin lỗi anh Tấn rồi, cũng xin lỗi anh được chứ. Thì không ngồi thiệt thì trong đây á, là được sự chứng kiến của tất cả cô bác anh chị đang theo dõi này,
giờ chị xin lỗi anh Tuấn thử xem là xin lỗi như thế nào nè. Mà em xin lỗi anh hồi đêm hôm á, bởi vì em không học được chữ ngon anh, vì á là mỗi bữa anh đâu có vô mùng em đâu, nhưng mà đêm hôm này á, anh biểu em đã kêu anh vô mùng đâu. Em nghĩ là ví dụ như bây giờ anh bước vô mùng em thì em đâu có la đâu. Thôi được rồi, giờ là đêm nay là đêm tân hôn nghe chưa, giờ ta không nhắc là cái chuyện buồn nữa nghe chưa. Giờ hai người á, thì coi như thôi ôm nhau một cái cho nó qua cái chuyện ngày hôm qua đi, thì cũng lâu bỏ qua hết rồi. Thì đó, thì cái như cho mọi người chứng kiến hai người coi như đã không còn giận hơn nhau nữa. Vậy em có bỏ qua cho không? Em đâu có gì đâu mà bỏ qua, em thì hôm là chỉ là em hiểu lầm anh thôi. Mà em xin lỗi anh chứ em không có tội gì. Nhưng mà anh xin lỗi anh vậy là đúng ra anh phải tội nghiệp em. Bởi vì em không có mà muốn gì, em không có mà cố tình hết. Đó, đó, chị Hà xin lỗi anh Tấn rồi. Rồi anh Tấn còn có lời gì nói với chị Hà là để coi như cho hai người là coi như không có một cái sự mà coi như hiểu lầm nhau nữa đi. Thì chẳng biết nói gì đâu. Nói với mấy cậu á, sống vợ chồng á mà không phải mà cự lộn mà chia tay, nhưng mà trong khi có cái cự lộn đó mấy mình mới kinh nghiệm ra là mình mới hiểu ra. Thí dụ cái tánh anh vậy mình phải đâu mà mình kinh nghiệm, rút kinh nghiệm. Anh ấy về mình mới nói anh Tức ơi anh mới về hả anh, vậy chạy luôn quảng cái rồi anh ơi dọn cơm anh ăn em anh ơi. Thì anh chắc anh thích gì đó, chứ còn mà chị về cho hỗ trợ là anh nói chắc chị thương ai không có dòm tới ảnh. Đàn ông nó thích ngọt chị Hà. Ví dụ một người phụ nữ mà mình mà ngọt chút xíu á là đàn ông là người ta nghe chị, hết chắc chị nghĩ vậy đó. Dường như đàn ông nào cũng vậy. Đó. Rồi vậy đi, chân thành nói mấy câu nghe nè. Ảnh này là chính đạo của người, nhưng mà chị phải vui lòng với ảnh từ ngày có vợ không ở đây đúng không, mà chị thì cắn đắng này kia nọ cằn nhằn những cái chuyện nhỏ thôi làm tính buồn liền. Vì chị đây chị rất là vui lòng là vui với ảnh, là ảnh không nói gì chị đâu thiệt á. Bây giờ anh đâu có vụ đâu, mà nếu mà chị có cằn nhằn cằn gạm gì đó thì anh Tấn buồn đó. Anh Tấn nói là biết gì tao nghĩ tới giờ chứ rồi tao tự do ở trên nhà quan quá trời tôi im mà về đây nó càm gàm rồi cái anh đâm ra anh buồn. Đúng rồi đó, chị hiểu rồi chị đó, hiểu không đang chịu anh rồi cho anh Tấn như vậy. Thì nhiều khi á là như thế này nè, về ở sống chung với chị, cái thứ nhất á là anh Tấn là chỉ có một mình thôi, cũng không có tiền của cải vật chất gì đó, mà ví dụ mà chị mà nói nặng cái hoặc là ví dụ anh Tấn mà làm gì sai rồi chị nói nặng cái á, thì nhiều khi là coi như động chạm đến cái lòng tự ái của một con người đó, nên là mong rằng là anh Tấn cũng vậy, mình thẳng tính quá thì nó cũng không có tốt anh Tấn. Mình tính anh đó giờ thẳng thắn thôi. Rồi chị Hà cũng nhường nhịn chiếu để coi như hai người nói chung nó về lâu về dài, chứ đâu phải là một ngày hai ngày là coi như mình xảy ra chuyện nọ chuyện kia đâu. Nhưng mà hôm nay cũng biết tính Hà rồi. Cái miệng chống chát vậy chứ mà quát mất tiêu không biết chạy đâu mất tiêu chị nói gì đó là chút xíu chị hết giận rồi. Cũng gì nè là anh tính cái tính anh nha, thí dụ như cái chuyện gì đó phải từ từ mà nói, nói chứ mà tại sao mà anh làm cái đó là tạc, kỳ vậy? Tạt nước cho mặt mà tiếng lớn chút cái làm tức giận đó. Nhưng mà bây giờ em nói chị, vậy nè, chị phải nói nè, anh ơi sao mà anh làm gì? Còn như chị nói trời sao anh làm gì? Đúng không? Cũng một cái tiếng nói, nhưng mà chị nói nặng là anh tức buồn liền, còn chị nói rất là nhỏ nhẹ làm tức không buồn. Bây giờ, tốt lại chị đó. Bây giờ em nói vậy nè, em nói với anh chị, ngày hôm nay là ngày vui của anh chị và tụi em tới chúc mừng, cũng như là cập nhật cái câu chuyện về cái ngày vui của anh chị. Cái chuyện vợ chồng á của hai anh chị á, anh chị cố gắng dung hòa và tự giải quyết với nhau chứ bây giờ á tụi em không có giúp được cái vấn đề đó đâu. Chị với anh phải hiểu ha, hai vợ chồng anh chị phải tự giải quyết vấn đề của nhau, một người nóng thì một người nhịn, một người nhịn thì một người nóng, thì đó là vậy đó. Cái câu ông bà xưa nói mà, dạy con thì dạy thở còn thơ, dạy vợ lúc đang sơ ban sơ mới về, thì từ từ mới giờ mình. Nhưng mà chị nói cho con nghe nè, Là anh Tấn á là không có chuyện gì mà anh Tấn kiếm chuyện chị, cho nó thiệt luôn á, tại đêm hôm anh nhõng nhẽo thôi. Nhưng mà chị nói cho mấy cậu nghe luôn nè, thiệt tình luôn,
là chị hiểu ý anh rồi, là trong khi về đây á là chị phải nhỏ nhẹ với ảnh, là về xứ mình mà chị làm sao cho anh Tứ không buồn, biết dạ, không cái chuyện rồi. Gì chị phải nói nhỏ nhẹ với ảnh, không được nạt nộ ảnh, không rồi. Được cầm gàm. Dạ. Nó chị nói thiệt đó, là bây giờ chị kinh nghiệm lại. Anh Tứ không bao giờ kiếm chuyện với chị thiệt luôn. Mệt mỏi lắm. Ừ. Tại vì anh Tứ anh chịu đựng không gà quá rồi. Thành ra tính anh cũng không hoàn hảo với chị. Đúng rồi. Tại sao mày không cho tao rồi mà cho thằng nào? Ý vậy đó, nhưng mà anh Tứ đó là không nghĩ. Rồi mày đâu có thương tao đâu mà tao mà mày cho tao vô mùng mày nằm kiểu đó vậy đó. Dạ. Đêm hôm anh Tứ nói mà cũng cuối cùng là coi như cùng chị vì là cái nhịn đói. Đầu nhưng mà nếu mà qua cái chuyện này là anh Tứ không có quạo gì chị hết, chị bảo đảm. Dạ. Một khi á đừng ông á, nếu mà nó có đến với một phụ nữ rồi á giờ rồi là không chuyện gì nói hết. Còn mà nếu mà nhịn thèm mà gây lộn mà chừng ba bữa coi nó mắng chó chữ mèo cái chuyện gì cũng la được hết trơn. Còn nếu mà được rồi á là cái mặt cười vui là nói liền thiệt liền á, đừng có vui đúng vậy rồi. Thôi trên nữa là anh Tứ không bao giờ mà để buồn, chị nói thiệt luôn. Dạ. Tụi em đang quay video clip. Tụi em cũng tới đây nói chung là thay mặt quý ông bà cô bác như chúc phúc cho anh chị sau cái buổi tiệc cưới ngày hôm nay là chính thức hai anh chị đã thành vợ chồng. Dạ cảm ơn. Không nói người ta quà. Mới bữa đầu người ta ngủ rồi mà em gì đó em không thương anh này. Rồi. Trước hết là cảm ơn các mạnh thường quân rồi đã giúp đỡ cho vợ chồng anh. Yeah. Rồi được mái ấm gia đình. Rồi sau đó là cũng nhờ mấy em để dẫn đưa cho anh đến được gặp và được có mái ấm gia đình người cuối đời. Và kính được thật sự là cảm ơn rất là nhiều. Dạ. Thì chị cũng cảm ơn, cũng như chị nói với Hoàng Quân luôn đó, là tất cả hết luôn, mà hợp đồng mạng và trong nước ngoài nước luôn và các cậu luôn, đó là chị Hà rất là cảm ơn, là vì gặp được anh Tứ là hạnh phúc tới trăm năm, là không có gì bằng mà cái hạnh phúc này hết, không có gì đổi bằng. Dạ. Đó là thì tụi em cực khổ với anh chị dữ lắm luôn. Thì bây giờ em nói vậy, chị Hà cũng nói vậy, mà anh Tứ nói vậy, em thì em ngồi đây nghe thì em thấy cũng mát lòng, không? Rồi vậy là mình kết thúc video tại đây ha. Mong hai vợ chồng anh chị hạnh phúc với nhau. Rồi chào tạm biệt. Mật ong rừng xịt này cả nha, rất là kẹo có ga nha. Nước cốt nhào thì đau nhức mỏi xương khớp, huyết áp cao, mất ngủ. Nếu mà quý bà con nào cần hãy liên hệ trực tiếp với Nhật Nam qua số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý vị.